Hello, xin chào em. Hôm trước mình lướt trên Lazada, mình mua được ba cái mũi khoan hàng chính hãng của Makita nè. Mình mua về xài á, rồi mình quay clip chia sẻ anh em tham khảo chơi. Thì vui ha. Đây thì nó chuyên để khoan bê tông hết á. Đây thì mình mua một mũi nó là 3 ly nhân cho 80 mm, rồi 6 ly nhân cho 100 và 8 ly nhân cho 100 mm ha. Mỗi cái mũi khoan thì nó đựng trong một cái bao bì vậy nè. Nó cũng có số series rồi mã vạch đồ cụ thể gọn gàng chứ ha. Này thì chắc phải xé bọc ra ha em. Mũi này mũi 8 nè, xé ra luôn. Giờ mũi 10. Đây ba cái mũi khoan của mình. Trên cái bao bì thì mình nhìn thấy hình như nó có tem thông số ha. Đây nè, thương hiệu của nó là Makita. Thì cái mũi 8 đó thì cái mã của nó là D31500. Đây thì cái mũi 6 nó là D31491. Cái mũi khoan 3 ly thì nó có cái mã là D31463 ha. Sau khi mình lọc bao bì ra thì mấy cái mũi khoan nó vậy nè anh em. Mũi 3 ly đó, mũi 6 ly và mũi 8 ly. Này thì nó sử dụng là chui lục giác ha. Ở nhà anh em đang sử dụng máy khoan hoặc là sử dụng máy bắn chích á, thì mình đều có thể mình tận dụng, mình lắp vô mình khoan cũng ok luôn ha. Chất liệu mũi khoan mình nhìn thấy nó cũng khá là đặc biệt, độ hoàn thiện của nó cũng rất là sắc sảo luôn ha. Trên cái mũi khoan thì nó làm như cái màu vàng vàng ngà ngà, như kiểu như màu đồng vậy đó. Cái đầu nó có đính một cái miếng hợp kim. Mũi 8 cũng vậy luôn, miếng hợp kim cũng rất là bự luôn ha. Bên dưới mũi khoan ở đây thì nó sẽ có thông số, ghi là Makita, số 3 là 3 ly. Ở bên đây để xem coi, Makita 6 là 6 ly. Cuối cùng ở đây nó ghi Makita 8.0 thì nó sẽ là 8 ly ha. Giờ để mình lắp vô cái máy khoan xem thử coi như thế nào nha. Mình sử dụng cái máy khoan thương hiệu của Dewalt, sử dụng pin 20V mắc, cái mã của nó là DCD805, hàng chính hãng của Dewalt ha. Những cái máy khoan thì nó sẽ có mấy cái đầu kẹp nè. Anh em lắp cái mũi khoan cũng đơn giản lắm, cứ xỏ vô cho ngay khớp á, mình cứ dặn như nè, nó nghe cọc 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 là ok, mình có thể sử dụng được cái ha. Mũi khoan nó làm cũng khá là đồng tâm hết em. Đây mũi 6 nè, để vô coi. Và cuối cùng là mũi số 8. Siết vô auto lock vậy nè, anh em nhả ra, nghe cái cọc là ok ha. Những cái mũi khoan này nó xài chân lục giác nè. Thì ở nhà anh em có mấy cái máy bắn dít đó, mình có thể mình tận dụng, mình lắp vô mình xài cũng ok luôn ha. Ở đây thì mình sử dụng con máy thương hiệu Dewalt nè, cũng 20V mắc, rút led, động cơ không chở than. Cái mã của nó là DCF850 và cái này mình mua cũng là hàng chính hãng luôn, có chữ CXAUS nè, hàng chính hãng tại thị trường Mỹ ha anh em. Thì cái mũi khoan này nó là chữ dài á, cái máy bắn dít mà mình mua ở thị trường Mỹ á, thường nó chỉ sử dụng chữ ngắn thôi. Mình muốn xài cái mũi khoan này thì mình sẽ lắp thêm cái đầu chuyển này ha. Vô. Đó, xong rồi mình lắp mũi khoan ở trên đây là ok. Ngon lành luôn ha. Dạ ở đây mình cũng chuẩn bị một cái khối bê tông mẫu của công trình nè, thì nó có tem kiểm định đàng hoàng luôn. Đây nó ghi là MAC300. Mình lắp vô cái máy khoan, mình test trên cục bê tông này xem coi nó sử dụng có hiệu quả không nha. Đầu tiên mình sử dụng cái mũi 3 ly ha. Thì, khi mà anh em sử dụng mình khoan bê tông đó, mình chỉnh ở đây là tốc độ 2, tốc độ nhanh này. Cái chế độ khoan của mình đó thì mình sẽ gặt qua đây. Mình sử dụng là vừa khoan vừa có giọng búa ha. Đâu là cái này qua đây đi, khoan cho nó trống anh em. Nó khoan rất là ngọt ngào luôn ha. Giờ để gỡ ra thử mũi 6 ly còn sao hả anh em. Vậy luôn, xỏ vô, chả nhẹ một cái ok. Và bây giờ mình gỡ ra, lắp thử mũi 8 ly vô luôn, còn sao luôn ha. Nó khoan rất là ngọt luôn ha. Trên máy khoan thì nó quá chừng ngọt thôi. Giờ mình lắp thử trên máy bắn dít, mình test thử coi sao hả em. Đầu tiên mình sẽ sử dụng là cái mũi 3 ly ha. Lắp mũi 6 ly vô, test thử luôn ha. Và cuối cùng mình lắp cái mũi 8 ly vô, test thử coi sao hả em. Rất ngọt anh em. Những cái mũi khoan nãy giờ mình test xong nè, anh em nhìn thấy những cái đầu hợp kim thì nó cũng còn y thinh luôn nè, không có sức mẻ một miếng nào chứ ha. Đây mũi 6 ly nè, mũi 8 ly luôn cũng còn rất là xịn sò luôn ha. Anh em có nhu cầu mua những cái mũi khoan chính hãng này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Để anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giải luôn ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày với nha, bye bye.